đoàn quay phim của VTV lại tiếp tục ghé vào cái vườn của Vương ở Buôn Hồ. Cái vườn này thì quay nhiều rồi ha, quay nhiều rồi. Bây giờ khoe lại xíu thôi. Cái chính là tôi sẽ nói là vấn đề là ở đây là Vương là hồi xưa giỏi về hóa chất lắm, nên là hãm ngọn rồi dữ lắm. Thì cái đây là cái nội dung của cái phim này đó, là tôi chỉ nói rằng là chúng ta không có hãm ngọn đó. Ở đây chúng ta thấy nè, để có một số cái trái đó mà nó bị rạn cái da đó, gọi là bể gai đó. May là bộ lá nó tốt như thế này đó, mà cái gai nó cũng có dấu hiệu nè, thì nó lành lại nè đó. Thì cái này mà nếu cái gai nó rạn thế này đó, thì trong mùa này mưa nhiều đó, thì chúng ta tăng cái xi lên, thì xi nó làm lành vết thương rất là tốt. Và đưa cái combi vào một phi 3 lít xi, đưa cái combi vào và một xị oligo, và cái này phải nên hai xị 500ml oligo, tại vì còn 15 ngày nữa thu rồi ha. Nhưng cái amino thì có thể không đưa hoặc nên đưa một xíu, nếu nó có rạn gai thì nên đưa một xíu để cho chúng ta làm tăng cái nội sinh lên và giúp cái dinh dưỡng để nó làm lành vết thương tốt hơn đó. Cái amino ở đây nó có một cái tác dụng như vậy, nhưng mà nhiều quá là coi chừng bị nấm trái nhang. Cái vườn hồi xưa là chặn ngọn được dữ lắm. Trước đây đó, cái vườn này là khai thác dữ lắm, nên cái khi mà si mà bước vào đây là cái vườn này nó rất là tệ, nó gần như là cái chỗ chà. Cái nền đất này ha, nền đất thì quay lại thôi, lấy tay hốt được á ha, lấy tay hốt được. Cố gắng là đừng có đi vào trong góc, để anh quay tấm quay phim thôi, nông dân đừng có đi vào trong góc đẫm lấy nó lèn. Mấy đứa ơi, đừng có đi vào trong góc nhiều nha, tại vì đang cần cái kẽ hở đó, tại vì mưa rất là nhiều. Đi ở ngoài cỏ ha, đừng có đi vào trong góc, chẳng qua là mình quay phim thì mình phải đi vào thôi. Đi ở ngoài, đứng ở ngoài con, đứng ở ngoài để cho cái rễ nó thở được, chúng ta tận dụng được chút xíu nắng nào hay chút nắng đó. Trùng là coi như là khắp hết rồi đó, ra tới ngoài luôn. Con vừa thả bài dịch vô nữa chưa? Chẳng qua anh này là quay phim thì cho phép đứng ở trong thôi. Dẫm. Mình đứng đây mình dẫm là nó sẽ chết mấy con trùng. Dạ không phải, nó bị thiếu oxy, nó dẫm nhiều quá nó lèn xuống. Dạ nó không có dẻ đất, nó không oxy, nó không hấp thụ được thì dạ. Tại vì trong lúc này là nội sinh cây trồng là thấp nhất, vì nó mang nặng đẻ đau ở giai đoạn cao nhất. Và ở đây thì mưa rất nhiều anh, chẳng qua mình may là mình gặp nắng như thế này thôi. Thế Vương, hồi hôm qua đó là ở Gia Nghĩa cái vườn bơ đó là mưa 10 ngày, sáng hôm qua vẫn còn mưa, mà hôm qua anh vô là nắng. Thế chứ mày thấy không? Nó ngày hôm qua buồn phố được. Có buồn sao được, thuận thiên. Nó mưa nguyên ngày. Thì anh đã nói trong nhóm rồi mà không cứ cãi hoài. Nhưng mà anh ơi. Ừ. Đang lo. Ông lo. Ừ. Nghe áp thấp rồi, trong nhóm báo là áp thấp. Nên cố gắng là đừng có dẫm vào trong gốc để nó tăng cái. Chứ chờ bão nhưng mà là mình sợ là vì thiên tai thôi. Còn vì dinh dưỡng là mình không có lo. Chứ không có sợ là mưa nhiều nó sẽ bị này kia nào khác, không có lo cái chuyện đó. Không sợ là sợ thiên tai đó. Dạ, sợ thiên tai đó. Thôi, nó có yếu tố may mắn nữa. Trong quá đường thành công nó phải có yếu tố may mắn. Nên trời gọi ai thì nấy dạ thôi. Nên là không có yếu tố may mắn thì rất là khó để thành công. Wow, là trái. Ha. Đó. Nên mọi người bữa trước nó là cái ngọn. Cái trước mà cái ngọn mà ra đó, mà bữa nay bây giờ nó muốn ra có ra được không? Bây giờ có muốn ra cũng có ra được đâu mà. Dinh dưỡng nó hết. Nhưng mà hái xong thì nó phần cái cây lên lại. Hiểu chưa? Đó. Năm nay là như thế này thôi nha Vương. Sang năm là phải không được nhìn vào thấy trái mới là giỏi. Bên năm nay là do từ cái vườn suy nên bên đây là nhìn vô là còn thấy trái này. Sang năm làm sao mà ở ngoài là thấy lá thôi, giống cây bơ ngày hôm qua đấy. Ở ngoài là thấy lá thôi, vô trong mới thấy trái. Trời ơi, cây này phú. Cây này thì bao nhiêu ký? Cây này khoảng cỡ 3 tạ. Thấy không? Đó, cây này đó. Bây giờ để hỏi Mr. Vương coi, 3 tạ thì chi phí hết bao nhiêu rồi? Vương ơi, 3 tạ thì chi phí hết bao nhiêu rồi Vương? Giờ hỏi
hỏi thủ tướng đi, tổng thống bận rồi, hỏi thủ tướng cái gì Quyên, một cây như thế này thì trung bình chi phí em có nắm không? Chi phí đến hôm nay là bao nhiêu rồi? Để không? Tại vì Quyên là hình như làm bên ngân hàng hay em? Dạ. Em chi tiền thôi, em chi tiền còn cây. Đó thì chi tiền anh mới hỏi là trung bình là một cây khoảng bao nhiêu, đúng rồi? Một cây, không nói thật luôn, tại vì từ cái vườn cây này cây bệnh nên mình phục hồi đó, 2 tháng đầu là rất nặng tiền. Dạ đúng rồi. Là hết bao nhiêu? Khoảng 500 không? Vậy hả? Khoảng coi khoảng bao nhiêu? Khoảng 500 không? Sang năm thì rẻ hơn. Ha? Tới thời điểm này khoảng 500 ngàn một cây đúng không? Đấy, tức là cả lúc phục hồi bệnh đó, tức là 2 tháng đầu là đổ tới 3 lần lận. Là chi phí bằng 1 năm rồi đó. Sao hai con thấy làm sao? Có muốn về trồng sầu riêng hay là muốn theo tám làm nông nghiệp hả? À? Phải làm sao mà nông dân như thế này nè Dương, người ta phải giàu lên đó, chi phí có 500 ngàn đó. Nhưng mà tại vì là do bệnh anh phục hồi là khúc đầu là mất 200 rồi đấy. Bệnh trời ơi, cái cây này nó, thằng này nó giỏi hóa, cái cây này nó cùi hết trơn mà, rồi mình mới phục hồi rồi nó mới ra bông. Nên bây giờ em mới nhìn là em thấy trái này, chứ đúng ra đó sang năm là em nhìn vô em không thấy. Đúng rồi. À nói luôn nè, cái xi nó hay vậy nè. Bây giờ chúng ta thấy rằng là nó có những cái nó khuyết đúng không? Nhưng mà sau 15 tới 20 ngày sau đó là nó bù học, tức là trái bây giờ hết lớn rồi. Nên dinh dưỡng nè, do mình làm cái bát nó trung tính và da nó rạng, nó lấy được dinh dưỡng là nó sẽ 15 ngày sau trước khi vô thu hoạch nó sẽ bù học lại hết, tròn lại hết. Bây giờ chúng ta thấy nó khuyết như thế này, ai làm lấy dây cột làm dấu đi, rồi 15 ngày sau vô thấy nó sẽ bù học lại tròn hết. Đó, nó hay là như vậy đó, tức là nó hết lớn rồi, bây giờ nó hết lớn rồi đó. Thì dinh dưỡng nó và lá, bộ lá nó tốt này, nó quang hợp, nó trao đổi chất ngược lại thì nó bù học lại vậy thôi. Chỗ nào? Sao con Quyên nó chỉ biết thu tiền mà nó không biết chi bao nhiêu vậy Vương? Mày quản lý dở kiểu gì? Cắt nhiều quá nó chửi. Sao cái cây muốn? Đoạn này mình phải đi cái đoạn dọc rồi. Cái người quay phim đó. Ừ. Trời ơi. Nó đẹp. Ây da. Này mà tí. Wow. Tí nữa lộ nhưng mà chưa đẹp thôi. Chưa, nó còn sửa học lại. Khi nào thu đi Vương? Cái này em phải còn tầm 25 ngày. À, vậy nó sửa học chán dư sức. Mai mốt là học nó hình lên chứ. Nó tròn lên nữa. Nó tròn lại học lại. Con Quyên nó chi phí khoảng 500 ngàn một cây hay là hơn? Khoảng đó không hay là hơn? Không, đâu có sao, mình cứ nói thẳng thôi. 500 hay 600 khoảng? Chắc năm nay, đầu năm nay chắc mình làm cái này cả tầm 800. Ok. Tại vì mình vừa từ cái vườn cùi mà, nó đâu có sao em. Tức là tới thời điểm này đúng không? Và bây giờ tới thời điểm này thì còn thêm gì nữa không? Thời điểm này là hết rồi đó. Hết rồi đó đúng không? Tức là chốt sổ là... Ờ, thì không lắng mấy trăm đồng. Còn cái phân thì... Hữu cơ là đủ rồi đúng không? Dạ, cơ máy thì thêm tí bài lãng... Anh... À, kali trắng, ok. Ừ, bỏ xa đó, bỏ vòng này xa đó, nếu bỏ xa đó, sợ sát mép nè. Bỏ đây gần quá, bỏ sát mép đây. Từ đây ra nè. Bỏ ra ngoài rộng ngoài đây, ngồi sát ngoài đây. Ok. Ok, rồi. Chủ vườn á nói là em nói cái quay phim nó đi về hướng này nè, bộ lá nó đẹp hơn. lừa khán giả một xíu. Xấu thì khoe, tốt thì che. Trời ơi. Wow. Qua qua đây coi cây này nè, kêu anh qua. Trời, có phải không ạ?
ô là trái. Ôi trời là trái, khiếp. Đừng có bỏ cụm dây nha, bỏ thưa ra. Bỏ thưa ra, hạt, cách hạt. Dạ, dạ, cách hạt ra. À, nói chung cây nào cũng đẹp mà cây này là hoa hậu hả? Cây này là hoa hậu chưa? Ô, anh đoán cái này giống em không? À, gần bằng em. Dạ. Trời ơi, phải nịnh chủ vườn nha, cho quay giống thử nó đuổi ra khỏi vườn rồi. Hôm nay nó chảnh dữ lắm rồi, nó đẳng cấp rồi, nó đuổi tôi ra khỏi vườn rồi. Ôi ơi. Kêu Mr. Trời ơi là trái. Cây này với cây kia cũng vậy thôi. Có cái cây này có kém hơn đâu. Đây nè. Ôi ơi. Ôi ơi là trái. Hên quá vừa rồi đó, trời thương. Bão bị thiệt hại Tây Nguyên mà cuối cùng ổng né cái vườn này ra. Cũng mừng, trời ơi, nghe bảo một cái nó chụp mấy cái cành gãy nó gửi lên nhóm mà thấy đau lòng hết sức rồi. Thiệt hại không nhiều. Bị một tấn hả? À. Một tấn trái nhỏ thì bằng là 2 tấn trái lớn rồi đấy. Cây nào cũng như cây nào đây, có cây nào mà kém hơn đâu mà. Khu này bùa lá nó đẹp hơn. Trời ơi. Ôi. Rồi, chúng ta kết thúc cái video ở đây và chúng sẽ chuyển qua một cái đề tài khác ha.